muốn học tốt. Bây giờ con người mình càng sống ở trong ngã chấp chừng nào là cái chướng ngại tâm nó càng nhiều chừng đó. Do vậy cho nên hành đạo á, nó cứ bị dính mắc, dính cái này dính cái kia. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, dính mắc ở trong nhà, ở trong cửa, ở trong quần, trong áo, ở trong đủ thứ. Và suốt ngày chúng ta đi làm chuyện đó, chúng ta đi làm đủ mọi thứ để chúng ta duy trì cái hoàn cảnh mình là nó hết giờ rồi. Thậm chí chúng ta thấy người ta còn nhà cửa lộng lẫy cao sang hơn là mình cũng còn muốn được như người ta nữa, mà không có vun trồng cho mình đầy đủ một cái trí tuệ sáng giải thoát khỏi phiền não. Phải xác định điều này. Khi mà chúng ta làm được như vậy á, mình có khả năng làm được rất nhiều việc cho người khác, chứ không phải nói là mình đạo Phật là bi quan yếm thế, là chỉ biết lo cho mình không đâu. Diệt bỏ cái tham. Như thầy thấy các Phật tử nhí đi 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 tắm Phật, một cái cảnh đẹp, một cái sinh hoạt văn hóa rất đẹp. Cái sinh hoạt văn hóa đẹp đó là đẹp, nhưng mà đối với cái mắt của thầy á, thì thầy thấy nó không có cao hơn, nó không cao hơn là mấy đứa nhỏ ở Mỹ nó chặn cái xe thầy lại đỡ nó xin rửa cái xe. Và thầy hỏi tại sao mà trời nó lạnh, lúc tôi ở miền Đông Mỹ á, nó lạnh, mình ngồi trên xe là mới hít ngồi có ro này, mà nó ở dưới là nó ở trần mà còn đùi nó xấu thèn, nó ốm như con nhái vậy đó, nó cao đồ chừng tới khoảng hơn mét thôi, nó xin là nó rửa xe. Hỏi nó là tại rửa rửa để chi, thì nó nói rằng là nó cần gây quỹ mà nó không biết làm sao. Nó gây quỹ làm gì? Nó nói rằng là gây quỹ là nó có người bạn nó đâu mà nó cần lo cho bạn của nó cần giúp tinh thần cho bạn của nó. Nói vậy thì cô nói là như vậy thì cho tiền được không? Nó nói nó không có chịu. Nó nói rằng là nó muốn làm một cái gì đó chứ nó không phải là người đi xin. Đó. Nó cha mẹ nó lo cho nó đủ, mọi thứ đủ hết. Và nó muốn làm cho bạn nó chứ nó không có đi xin. Từ lúc mà 7 8 tuổi mà nó suy nghĩ như vậy, các vị nghĩ xem có phải là những suy nghĩ trưởng thành hay không? Có phong cách, có tự trọng. Và nếu như đạo tràng của chúng ta mà các vị có thể tổ chức các Phật tử nhí hay là các con của mình, là thấy một cái người bệnh nhân nào đó, một người bạn nào ở trong bệnh viện bướu, hay là ung thư, hay là trong những cái cảnh độc cơ cực, và không có được xin cha mẹ, tự đi làm, tự đi kiếm một cái gì đó, hoặc là người lớn của các vị có thể là hướng dẫn cho con của mình đi làm một cái đó, và nó làm cái đó bằng công sức của nó, bằng cái quỹ thời gian của nó, và nó gom cái đó lại đỡ cho nó tặng cho cái người bạn kia của nó. Ở trong đó bắt đầu con người nó sinh ra phước, nó sinh ra tình thương, nó sinh ra những cái nghĩa cử cao thượng. Chẳng hạn như bây giờ vậy, là người lớn có thể là bỏ ra 100 200 ngàn là muốn cho cái khu phố này nó sạch đẹp, mà muốn con nít là đi đi lấy rác ở khu phố đi, trả cho nó bao nhiêu tiền đó. Nhưng mà phải dạy cho nó hiểu rằng là nó cần phải phát cái tâm cần số tiền đó, không phải là đi làm để kiếm tiền sớm để đi chơi. Cái loại này là cái loại hưởng thụ không cần, mà nó bằng công sức của nó, bằng cái mồ hôi nước mắt nó đi làm để nó thấy được cái giá trị đồng tiền khó nhọc. Và nó phải biết cách bảo hộ khi nó làm việc. Chẳng hạn như đụng tới cái môi trường dơ bẩn thì nó phải đeo găng tay, nó bị khẩu trang, nó mặc cái trang phục gì. Cái đó là cái cách nó ứng phó để sinh tồn. Phải dạy những kỹ năng sinh tồn, và kỹ năng tồn tại, kỹ năng che chở cho người khác tồn tại. Phải dạy như vậy đó. Ở trong trường học thầy thấy những điều này hoàn toàn là thiếu. Chỉ có lý thuyết xong rồi, và rồi các vị làm phụ huynh cha mẹ chỉ muốn con mình là hưởng thụ một cái cuộc sống là thần tiên, mà không thấy rằng á là cuộc sống thần tiên đó nó phải dựa trên nền tảng phước báo của chính bản thân nó. Nếu như bản thân nó mà không có phước báo, mình có đỡ lại một cái gia cảnh như thần tiên, nó cũng làm sụp đổ rất nhanh chóng. Ta nói đó là một trong những gợi ý đó. Nhưng mà khi làm là phải
phải nghiên cứu, phải tìm hiểu, phải tổ chức hẹn hò. Còn dĩ nhiên là mình đi thắp hương Phật, đi cúng Phật, đi tán Phật, đó là tạo cái phước, mà cái phước đó là phước ở trong cái ruộng cung kính. Còn những chúng sanh cùng khổ cần sự trợ giúp, đó là những cái gì, cái ruộng phước gọi là thương xót, hay là cái ruộng sức từ bi. Cho nên nó có hai cái nghĩa là bi kính điền, hiểu không? Bi kính, kính tức là cung kính đối với những chúng sanh cùng khổ Bồ Tát cứu giúp, đối với cha mẹ ân nhân, đối với thầy tổ, mình cung kính cúng dường, tạo cái phước cả hai như vậy nha. Nhưng mà có khi tạo không hết, không đủ không nha, không đủ. Chẳng hạn như Đức Phật á, đi vô trong một cái chỗ đó xin cô gái một cái trái dưa hấu, cô không cho. Con tôi ta làm mệt muốn chết mà xin cho, cô không cho. Cái Phật ra sai ngài A Nan nói là con vô xin đi, là cô gái đó cho. Thì ngài A Nan nói là Thế Tôn là bậc tôn kính của trời người, đức của ngài trùm khắp pháp giới, mà ngài xin nhớ là họ không cho, làm sao mà con xin họ cho được. Thì Phật nói nhưng mà ông xin nó lại cho. Ngài nàng vô đứng chưa xin mới cười thôi, leo mồ hôi thôi, là nó thấy tội là nó cho quá trời em hết. Ngài nàng có thể hỏi tại sao lại vậy, thì Phật mới nói này là ông đã có cái duyên là bố thí cho nó nhiều đời rồi, còn ta là cái chúng sanh này là chưa từng ta bố thí. Ta nhìn bằng Phật trí ấy, là hầu như chúng sanh nào ta cũng bố thí mà chúng sanh này là chưa. Đó, đó thấy không? Cho nên nghe các Phật xin nó không cho, nó không chiêu cảm, nó không chiêu cảm với tâm mà cúng dường. Cho nên đừng cho rằng là mình chỉ cúng Phật, nhưng mà cúng Phật sau này là mình là sống với Phật Bồ Tát che chở thôi, còn mình đi khất thực là chúng sanh nó không cho ăn. Đấy. Mà nhưng mà Đức Phật là phải đi khất thực mà. Đó. Cho nên mình thấy không à? Thành ra cái chữ bi kính ấy, liễu ngộ cái chân lý tới mức đó là các vị thấy ra là nó phải bằng cái hành động của mình chứ không thể nào được. Đó. Và một người tỷ phú mà không có những cái người cùng khổ kia họ mua những món hàng của họ thì anh làm tỷ phú làm sao được đây? Cho nên rõ ràng là nó có cái duyên với nhau. Và nếu như một đứa trẻ mà được dạy dỗ, được giáo dục theo cái hai cái hình thức là bi kính, đối với cha mẹ, đối với ân nhân, đối với ông bà, đối với thầy tổ, đối với những cái mà cái đối tượng mình cung kính nhất là Đức Phật, không quên tâm cúng dường, đó là điều tốt. Nhưng mà đừng để cho nó quên cái bi điền. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng là kính là tốt nhất, nhưng mà nó quên bi điền. Quên bi điền thì Phật Bồ Tát theo gia hộ hoài, nhưng mà chúng sanh kia nó hại nó, hay là chúng sanh không giúp nó, thì làm sao mà nó tồn tại giữa cuộc đời này. Cho nên nó là mà làm cho nó kích thích cái phát triển lên, đừng có là con đem tiền cũng cho đi, cái đó nó không có gì hết, nó không không giá trị. Tiền thì mất mà không có giá trị là gì? Cái tâm nó không khởi lên, cái tâm nó không khởi lên là việc làm như vậy, và cái hành động của nó là không bằng tay chân của nó hành động, bằng cái tâm làm việc. Và không thấy rằng là bây giờ người ta làm 1 giờ người quét rác tính ra trị giá 1 giờ bao nhiêu tiền, và cái công nó túi nó ít hơn, cái sức nó ít hơn là trừ một nửa, như vậy là còn bao nhiêu tiền, và nó cứ làm 1 giờ như vậy là trả tiền đủ cho nó. Để nó thấy rằng 1 giờ của nó ở công của người quét rác là như vậy. Còn nếu như nó muốn làm kỹ sư thì cái lương nó như thế nào chỉ cho nó thấy. Để nó thấy rằng làm việc nó mới ra tiền. Mà kiếm tiền nó khổ thì nó sẽ biết là cần phải tiết kiệm đồng tiền và trân quý công sức của người khác làm ra. Con người mà trưởng thành với những cái ý nghĩa như vậy á, là chắc chắn nó thành công. Cho nên chúng ta học á, Phật pháp ứng dụng, Phật pháp vào trong cuộc sống là vậy. Rồi hôm nay chúng ta dừng ăn đây ha. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này Như là Phật, tạm biệt quý vị, chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào các chú.